Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cố vấn Thương mại Nhà Trắng nói Trung Quốc thủ lợi từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cố vấn Thương mại Tòa Bạch Ốc ông Peter Navarro vào ngày 27 tháng 4 năm 2020 cáo buộc Trung Quốc đã gửi các bộ xét nghiệm kém chất lượng và thậm chí là những bộ xét nghiệm kháng thể virus viêm phổi Vũ Hán giả sang Mỹ và thủ lợi từ đại dịch này. Ông Navarro, một người thường chỉ trích Bắc Kinh, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm việc về các vấn đề cung ứng liên quan tới dịch viêm phổi Vũ Hán, nói xét nghiệm thêm về virus và kháng thể là rất cần thiết để dân Mỹ có thể trở lại làm việc sau thời gian bị phong tỏa nhiều ngày. Đây là hình ảnh cố vấn của Nhà Trắng Peter Navarro phát biểu, đứng bên cạnh là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Betsy. Đây là hình ảnh tại cuộc họp báo về đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Washington DC vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Thông tin cho biết, chúng ta không thể để Trung Quốc đưa qua những bộ xét nghiệm sai hay giả vì việc này sẽ làm gián đoạn mọi thứ. Ông Navarro nói với chương trình của đài truyền hình Mỹ như vậy. Có nhiều bộ xét nghiệm kháng thể đến từ Trung Quốc chất lượng thấp, đọc kết quả sai và đại loại là như thế. Hoa Kỳ dựa nhiều vào Trung Quốc với những trang bị căn bản và thuốc men, và hai đối thủ chiến lược thương mại đã cáo buộc lẫn nhau trong đại dịch bùng phát này. Ông Navarro cũng cáo buộc Trung Quốc làm lây lan virus ra toàn thế giới sau khi che giấu trong 6 tuần. Người ta tin rằng virus corona khởi nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Ông nói họ đáng lý phải khống chế trong Vũ Hán và cho biết thêm họ không làm, họ gieo rắc dịch bệnh trên toàn thế giới và hàng trăm ngàn người Trung Quốc lên máy bay đến Milan, New York và các thành phố khác. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, trong đó cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc che giấu dịch bệnh bùng phát. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2020, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đăng trên trang tweet yêu cầu ông Pompeo nên ngừng chơi trò chính trị, tốt hơn là dành năng lượng để cứu nhân mạng. Với hơn 1 triệu ca bị nhiễm và 59 người bị chết vì viêm phổi Vũ Hán, Hoa Kỳ là nước bị ảnh hưởng tệ hại nhất trên thế giới vì đại dịch xuất phát từ Trung Quốc này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi làm việc về đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Nhà Trắng, Washington vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2020, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã bỏ quy định buộc một số sản phẩm chính liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán phải được các nhà lãnh đạo và các quy định trong nước chấp thuận trước khi xuất khẩu, miễn là được các nước nhập khẩu chấp thuận. Trung Quốc quy định thêm sự chấp thuận trong nước kể từ cuối tháng 3 sau khi một vài nước ở châu Âu than phiền là những bộ xét nghiệm của Trung Quốc chế tạo không chính xác. Ngày 27 tháng 4 năm 2020, ông Navarro đã cáo buộc là trong suốt thời gian trì hoãn báo cáo, Trung Quốc đã hút hết các trang bị bảo hộ cá nhân trên toàn thế giới, cần cho những nhân viên y tế, và hiện nay Trung Quốc căn bản hưởng lợi từ tình hình này, ông nói thêm. Cách đây một tuần, ông Navarro cáo buộc Trung Quốc có thể đã giữ lại dữ liệu từ sớm về lây lan virus corona vì muốn thắng cuộc chạy đua thương mại để chế tạo lại vaccine phòng bệnh này. Cũng hôm 6 tháng 4, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Mỹ, ông Peter Navarro cho biết có một con số sẽ khiến cả nước Mỹ đều bị sốc, đó là Trung Quốc đã mua 2,2 tỷ khẩu trang trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 1 cho đến cuối tháng 2. Con số này, tích trữ này tương đương với số lượng Trung Quốc sản xuất trong một năm. Trong thời gian đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc về cơ bản đã cố gắng tích trữ hàng hóa trên thị trường thiết bị bảo hộ cá nhân, bao gồm mua số lượng lớn găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang từ các nước khác trên thế giới. Ông Navarro nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News vào thứ Hai, mùng 6 tháng 4 như vậy. Và khi thế giới vẫn đang trong cơn dịch ngủ say không biết gì về mối nguy hiểm của virus Vũ Hán, thì một thống kê trong dữ liệu hải quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi nghĩ mọi người Mỹ sẽ thấy sốc, là từ ngày 24 tháng 1 cho đến cuối tháng 2, Trung Quốc đã mua tổng cộng 2,2 tỷ khẩu trang vét sạch trên thế giới. Sau khi ông Navarro nói sự thật này với ba người dẫn chương trình của Fox News, tất cả đều rất ngạc nhiên. Và ông nói tiếp, chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biết về virus Vũ Hán này ngay từ giữa tháng 12, nhưng mãi tới mùng 5 đến 6 tuần sau chúng ta mới biết. Họ che giấu thế giới về mối nguy hiểm của dịch bệnh và thậm chí cho phép công dân Trung Quốc mang virus bay đi khắp nơi trên thế giới. Từ dữ liệu đó có thể thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Và ông nói thêm, nếu những thống kê này đang nói lên một sự thật là Đảng Cộng sản Trung Quốc biết nguy hiểm và không nói với các nước và còn đi tích trữ các thiết bị bảo hộ trên thị trường thế giới, tôi cho rằng đây là một vấn đề quan trọng.
ít nhất là sau khi tất cả kết thúc, chúng ta cần thảo luận về vấn đề này bởi vì nó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Và chính quyền Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 cũng cho biết đã tịch thu khoảng 89 triệu khẩu trang không đúng tiêu chuẩn. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính sách ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc bị sứt mẻ vì tai tiếng xuất khẩu khẩu trang kém chất lượng ra các nước trên thế giới. Đây là hình ảnh công nhân sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Trung Quốc vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. Từ Thượng Hải, thông tin viên của đài AFP của nước Pháp tường thuật như sau. Hơn 89 triệu chiếc khẩu trang và hơn 400.000 linh kiện thiết bị bảo hộ đã bị chính quyền Trung Quốc tịch thu kể từ đầu mùa dịch đến nay. Những con số mà Bắc Kinh hãnh diện loan báo vào lúc này ngày càng có nhiều chỉ trích nhắm vào chất lượng các thiết bị mà Trung Quốc xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Canada cũng như nhiều nước khác ở châu Âu, chẳng hạn như Tây Ban Nha, phàn nàn vì nhận được những chiếc khẩu trang không đúng chuẩn. Và những lời chỉ trích này đang làm tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc. Thế nên, để xóa tan những lời chỉ trích đó, chính quyền thông báo là đã tăng cường các quy định có liên quan đến việc xuất khẩu khẩu trang và thiết bị y tế nhiều ngày qua. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Thương mại, Chính phủ, nghiêm trị việc xuất hàng, nhái và kém chất lượng, cũng như mọi hoạt động gây xáo trộn thị trường và lĩnh vực xuất khẩu. Hãng tin AFP vào ngày 5 tháng 4 năm 2020 cũng đưa tin Trung Quốc xuất khẩu gần 4 tỷ khẩu trang kể từ tháng 3, trong khi giới chức nước này đang cố gắng trấn an những khách hàng lo lắng về chất lượng. Dù số ca nhiễm cúm Vũ Hán đã giảm, Trung Quốc vẫn tiếp tục kêu gọi các nhà máy gia tăng sản xuất thiết bị trang bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan toàn cầu và nhiều nơi thiếu hụt trang bị này. Một quan chức hải quan Trung Quốc cho biết nước này xuất khẩu 3,86 tỷ khẩu trang, 37,5 triệu bộ trang bị bảo hộ, 16.000 máy thở và 2,84 triệu bộ xét nghiệm cúm Vũ Hán đến tổng cộng 50 nước kể từ ngày 1 tháng 3 đến nay. Và doanh thu từ xuất khẩu các mặt hàng trong thời gian qua đã đạt 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,45 tỷ đô la. Trung Quốc cũng tăng cường sản xuất các bộ xét nghiệm cúm Vũ Hán lên 4 triệu bộ một ngày. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thăm một bệnh viện Vũ Hán ngày 10 tháng 3 năm 2020, tức là gần 2 tháng sau chính thức công bố đại dịch phong tỏa Vũ Hán. Tuy nhiên, nhiều nước như Hà Lan, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha từng phàn nàn về tình trạng sản phẩm kém chất lượng và bị lỗi. Tuần trước, Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang Trung Quốc không đạt chất lượng. Bộ Thương mại Trung Quốc sau đó khẳng định nhà sản xuất đã nói rất rõ là không phải là khẩu trang phẫu thuật. Theo một quan chức của Bộ Thương mại, việc báo chí đưa tin về trang bị y tế của Trung Quốc bị lỗi là không phản ánh hoàn toàn về sự việc. Và trên thực tế có nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như ở Trung Quốc có các tiêu chuẩn hay thói quen sử dụng khác với các nước. Thậm chí việc sử dụng sai cũng dẫn đến nghi ngờ về chất lượng. Quan chức này đã cho biết như vậy. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, sau khi nhiều khách hàng phàn nàn về các sản phẩm kém chất lượng, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty tại nước này phải được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia chứng nhận mới được xuất khẩu. Và thông tin cũng cho biết nước Anh đã phải mua phải hàng triệu bộ xét nghiệm thiếu tin cậy từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện vào ngày hôm 12 tháng 4 năm 2020 sau một tuần điều trị dịch viêm phổi Vũ Hán tại bệnh viện Thomas ở thủ đô London. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ quan y tế quốc gia của Anh NHS và ông gửi lời cảm ơn tới các nhân viên chăm sóc y tế, những người mà ông nói là đã cứu sống ông. Anh Quốc trở thành nạn nhân tiếp theo của các thiết bị y tế kém chất lượng từ Trung Quốc. Vào hôm 6 tháng 4, Vương quốc Anh phát hiện tất cả 17,5 triệu bộ xét nghiệm virus cúm Vũ Hán mua từ Trung Quốc đều không đủ tin cậy để đưa ra sử dụng đại trà. Giáo sư John Peer, người điều phối chương trình xét nghiệm cho Bộ Y tế Anh, nói với tờ báo The Times như sau. Các bộ xét nghiệm từ Trung Quốc chỉ phù hợp cho các bệnh nhân nặng mà thôi. Trong khi đó, chúng tôi muốn sử dụng xét nghiệm trên phạm vi rộng. Vì vậy, chúng tôi cần những bộ xét nghiệm có chất lượng tốt hơn của Trung Quốc, ông Peer đã nói. Và giáo sư Peer nói thêm, chúng tôi đã thấy rất nhiều xét nghiệm cho kết quả sai. Đó không phải là kết quả tốt đối với nhà cung cấp và chúng tôi. Thông tin này đã khiến văn phòng Thủ tướng Anh quyết định sẽ yêu cầu những nhà cung cấp Trung Quốc hoàn trả lại tiền. Và nếu các bộ xét nghiệm không tốt thì chúng tôi sẽ hủy các đơn đặt hàng và đòi lại tiền. Văn phòng của Phủ Thủ tướng Anh đã nói như vậy. Tính đến ngày 6 tháng 4, Anh đã có trên 52.000 ca nhiễm và hơn 5.000 người đã chết. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson phải làm việc từ bệnh viện sau khi xét nghiệm dương tính với loại này. Và Anh Quốc đã trở thành nạn nhân tiếp theo của các thiết bị y tế kém chất lượng từ Trung Quốc. Hồi cuối tháng 3, Cộng hòa Séc đã thông báo có đến 80% trong số 150.000 bộ xét nghiệm mua từ Trung Quốc cho kết quả sai.
Tây Ban Nha cũng buộc phải hủy các đơn đặt hàng từ Trung Quốc sau khi phát hiện các bộ xét nghiệm này chỉ có độ chính xác khoảng 30% mà thôi. Và đến nay, Tây Ban Nha có khoảng 135.000 ca nhiễm dịch và hơn 13.000 người chết. Hồi giữa tháng 3, Trung Quốc thông báo rằng họ đã tặng các trang thiết bị y tế cho Ý để hỗ trợ quốc gia châu Âu này chống dịch. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã bán lại các thiết bị này cho Ý sau khi được Ý trao tặng vào thời điểm dịch bệnh mới bùng phát ở Vũ Hán. Và khẩu trang KN95 của Trung Quốc không đạt chuẩn, Canada bỏ 1 triệu chiếc đi. Đây là hình ảnh hai vợ chồng Thủ tướng Canada và phu nhân Thủ tướng Canada Justin, bà Sophia, vào tối ngày 28 tháng 3 cho biết bà đã bình phục 2 tuần sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Và dù đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khẩu trang cho nhân viên y tế tuyến đầu, Canada chấp nhận loại bỏ 1 triệu khẩu trang KN95 made in China, tức là sản xuất tại Trung Quốc, bởi chất lượng kém hơn yêu cầu. KN95 được quảng bá là có chất lượng tương vương với khẩu trang N95 được nhiều nước săn lùng tìm trong mùa dịch cúm Vũ Hán. Chính quyền Canada đã chọn sử dụng khẩu trang KN95 của Trung Quốc nhưng vẫn tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng lô hàng. Kết quả cho thấy đã có rất nhiều khẩu trang của Trung Quốc không đạt chuẩn, kém chất lượng được chuyển tới Canada. Theo ông Eric Morister, người phát ngôn viên của cơ quan y tế công cộng Canada, dù các tỉnh, bang của nước này đang đói khẩu trang, nhà chức trách Canada buộc phải loại bỏ khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 mua từ Trung Quốc. Ông Morister khẳng định Canada luôn kiểm tra chất lượng tất cả các vật tư y tế nhập vào nước này, dù là hàng được tặng hay mua từ nước khác. Trung Quốc hiện là nhà cung cấp đồ bảo hộ y tế lớn nhất cho Canada, chiếm tới 70%. Tờ Politico dẫn lời một nguồn tin riêng tiết lộ như vậy. Vào hồi đầu tuần này, một nghị sĩ đã chất vấn Bộ Y tế Canada Patty Hack rằng nên làm gì nếu phát hiện các vật tư y tế kém chất lượng mua từ Trung Quốc. Đáp lại, bà Haidu thừa nhận một số thiết bị y tế có thể không phù hợp với nhân viên y tế tuyến đầu nhưng có thể được sử dụng cho những nhóm người khác. Bà nói các khẩu trang bị loại bỏ vẫn có thể hữu ích, tất nhiên là phân phát cho người ngoài bệnh viện. Theo tờ báo Politico, thị trường khẩu trang và vật tư y tế thế giới đang hết sức sôi động khi các nước đang so kè cạnh tranh nhau bằng giá mua. Một số quốc gia đã bắt đầu tìm tới những nguồn cung mới nhằm tránh phụ thuộc. Trong bối cảnh đó, hai máy bay được Canada điều tới Trung Quốc nhận vật tư y tế thiết yếu đã trở về tay không hồi đầu tuần này đã khiến người dân giận dữ chỉ trích Thủ tướng Justin. Thủ tướng Canada sau đó đã đổ lỗi cho phía Trung Quốc, viện dẫn lý do vận chuyển hàng hóa trên mặt đất gặp trục trặc và các quy định khắt khe vào thời gian máy bay được chờ tại sân bay Trung Quốc khiến máy bay rỗng phải bay trở về. Và qua những diễn biến trên thế giới xung quanh đại dịch viêm phổi Vũ Hán, chúng ta có thể thấy Trung Quốc từ một nơi khởi nguồn của dịch bệnh lan ra khắp thế giới, làm chết hàng trăm ngàn người và viêm bệnh, nhiễm bệnh cho hàng triệu con người. Thì giờ đây họ lại đang dùng chính những trang thiết bị y tế chống dịch như là một loại vũ khí mới để khống chế, biến người dân của các nước trên thế giới thành con tin cho chế độ cộng sản độc tài và ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Và hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020 với bản tin Cố vấn Thương mại Nhà Trắng nói rằng Trung Quốc thủ lợi từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.